Bonjour tout le monde, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ làm cái món tôm của người châu Âu. Họ thường hay ăn vào những dịp lễ, nói chung là dịp lễ, ngày thường họ cũng có thể ăn ha. Thì cái tôm này đó, nó rất là to và nó hơi đắt một chút xíu. En fait, aujourd'hui je vais préparer des crevettes. Des crevettes géantes avec la crème. On va voir comment je vais faire. Hein? Đó, cái hộp này là 2 kg, 1 kg là 29,90 €. 2 kg này là gần 60 €, rất là đắt. Cho nên là thường thường ngày thường cũng ít ai ăn lắm các bạn, vào những dịp lễ Tết thì mới dám ăn thôi, tại vì cái tôm này nó hơi đắt một chút xíu. Thì cái này nó là từ 10 đến 20 con là 1 kg, nó rất là to luôn. Để mình mở ra cho các bạn xem ha. Đó, tôm này nó rất là to, to ơi là to luôn. Các bạn nhìn thấy này, đẹp gì chưa? Đó, rất là to. Voilà, c'est très grand, les crevettes. Maintenant, je vais décortiquer tout ça. Non, pas tous. Je vais faire à moitié parce que ça, c'est 2 kilos. C'est beaucoup pour nous. Bây giờ mình sẽ đi bóc vỏ hết mấy cái này các bạn ơi. Thì cái này chắc mình làm phân nửa thôi, chứ không làm hết được, tại vì nhiều quá. Cái phần đầu này nè là mình nên bỏ đi, tại cái này là nó ăn rong rêu nè, cho nên mình bỏ đi. Mình sẽ tách cái đầu ra, tại vì nhà mình ông xã không thích ăn cái đầu, con gái mình cũng không thích ăn cái đầu, chỉ có mỗi mình là thích ăn cái đầu thôi. Voilà, xong một con đó, mình làm một ít thôi các bạn, tại làm nhiều quá sợ không hết. J'ai fait un peu parce que on va manger un apéritif et ça je fais pas beaucoup sinon je peux pas finir ça. Hồi ngày xưa đó thì những cái loại tôm tôm hùm, tôm khổng lồ như thế này hoặc là cá đó rất là rẻ, người ta hay cho tù nhân đồ ăn ở châu Âu nha các bạn. Thì những ngày mà lễ lớn rồi đó thì bên đạo Công giáo người ta sẽ ăn những cái loại này để rẻ tiền đó, ăn những cái đồ rẻ tiền gọi là ăn chay đó. Cái đó là ngày xưa nha các bạn, nhưng mà bây giờ thì những cái đồ ăn chay này nó rất là đắt đó. Thì quay lại mà il y a longtemps 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 quand il y a la fête. Voilà, tout le monde mange des trucs fruits de mer parce qu'ils sont moins chers. Ils mangent des crabes, des crevettes, des gambas. C'est comme on dit araignée de la mer, c'est pas cher du tout. Mais maintenant, ça coûte très cher. Voilà, et maintenant, la fête, on prend la tradition, on mange souvent ça. Bây giờ thì mình lấy những cái truyền thống, người ta lấy những cái truyền thống đó đó, cho nên là những ngày lễ Tết người ta sẽ ăn đồ biển đó, ăn đồ biển, gọi là ăn chay đó các bạn. Gọi là ăn chay bên đạo của đạo đạo Công giáo đó. Thì ăn những cái loại này thì ngày xưa nó rẻ, nhưng bây giờ thì không có rẻ chút nào hết. Đó, mình sẽ dùng cái rau rau này, rau bẹt xin. Rau bẹt xin là nó cũng họ hàng với rau rau ngò đó các bạn, ngò rí. Còn cái này là đậu que, hành tím, tỏi và nấm và cà rốt, một ít sauce cà chua. Đó. Còn cái này là kem, kem mình để vô. Còn một ít rượu trắng nữa các bạn.
một ít rượu trắng nữa. Tùy theo, nếu mà các bạn làm nhiều thì để rượu nhiều, làm ít thì để rượu ít, thì cái lượng rượu nó sẽ cho cái sauce, nó cho mình cái sauce để mình chan lên mì hoặc là mình ăn với cái món gì đó. Voilà, j'ai utilisé des champignons, Paris, carottes, persil, haricots princesses, échalotes, l'ail, la crème et la sauce tomate concentrée, du vin blanc, voilà, du vin pour faire la cuisine. Voilà, c'est tout. Des carottes avec haricots princesses, je vais cuire avant parce que ça, il faut cuire longtemps. Voilà, je vais cuire dans de l'eau bouillon. Cái này mình sẽ luộc trước các bạn, cà rốt với cái đậu que này mình sẽ luộc trước tại vì nó chín, nó chín rất là lâu. Bây giờ mình đi bắt nước lên để mình luộc ha. Bây giờ mình sẽ luộc cái này. Je vais cuire ça et ça. Un peu de sel. La carotte est trop longue. Je coupe en deux. Carotte, ça va. Ça, c'est l'ail. Je vais y couper en petits morceaux. Cái này là tỏi, mình sẽ bầm nhuyễn ra các bạn. Rau persil mình cũng cắt nhỏ ra. Je coupe la persil en petits morceaux aussi. Hành tím mình cũng bằm nhỏ ra. Échalote, je coupe en petits morceaux aussi. Tôm mình cắt nhỏ ra luôn. Cái phần đầu đó thường tôm to đó nó cứng lắm, nhưng mình cần cái phần đầu để có cái gạch để làm cho cái sauce nó rất là ngon. Decorate, je coupe en một số sushi. J'ai laissé les têtes des crevettes pour avoir le goût. Đậu này mình luộc rồi nè các Ça, bạn, c'est thì mình des cắt nó légumes. nhỏ ra. Je coupe Haricots princesses, en dents j'ai déjà aussi, cuit en petits les morceaux morceaux, je vais couper aussi. en petits morceaux. Cái này là đậu que, mình cũng cắt nhỏ ra luôn. Và củ cà rốt mình cũng cắt nhỏ ra luôn. Để cà rốt. Je coupe en petits morceaux aussi. C'est encore très chaud. Cà rốt nó còn nóng quá. Ce plat, on prépare très vite. Cái món này mình chế biến rất là nhanh. Cà rốt mình cắt ra một miếng nhỏ nhỏ thôi. Des carottes, je coupe en dés aussi.
Đó, mọi thứ mình đều cắt nhỏ ra. Des champignons, je coupe en... Voilà. En tranches. Nấm thì mình cũng cắt ra luôn. Nấm mình cắt sau, tại vì mình cắt sớm quá nó sẽ bị đen. Bây giờ mình sẽ để một ít bơ vào trong chảo. J'ajoute un petit peu morceau de beurre dedans. D'abord, c'est échalote. Mình sẽ xào cho hành tím nó thơm. Khi hành tím đã vàng một chút xíu rồi, mình sẽ cho tỏi vào. Còn échalote change la couleur un petit peu. J'ajoute l'ail dedans. J'aime bien beaucoup épices. Maintenant, j'ajoute des crevettes dedans. C'est pour des crevettes, ça sent bon. Mình sẽ xào cho tôm nó thơm với hành tím và tỏi. Xong mình để ra ngoài để mình chế biến cái sốt sau. Tại vì tôm này mình mua đã chín rồi các bạn, mình không nên nấu lâu. Nấu lâu nó sẽ bị khô và rất là cứng, không ngon nữa. Des crevettes, c'est déjà cuit. C'est pour ça que je veux pas cuire longtemps. Sinon, thì ça vient comme cao su. Je sors et je fais la sauce. Et j'ajoute des crevettes à dernier moment. Maintenant, je vais faire des champignons. Mình sẽ xào nấm cho nó teo lại một chút xíu. Cái này là rượu trắng này các bạn. Đó, mình sẽ để rượu trắng vào đây. Crème fraîche vô. C'est du vin blanc et des crèmes fraîches. Un peu de sel. Một chút muối. Một chút tiêu. Un peu de poivre. La tomate concentrée, sauce tomate, và một miếng bột bột nêm, un cube de bouillon. Va mettre des légumes dedans, carottes, c'est un peu trop. Haricots princesse, đậu que. Lúc này nên nêm nếm lại cho cái sốt nó vừa ăn. Cái tôm thì ở trong này nó đã có cái vị mặn rồi, cho nên là không cần phải để nhiều muối. Il faut goûter pour savoir la sauce bien. Bây giờ mình sẽ để tôm vô, để ngược trở lại. Voilà, j'ajoute des crevettes dedans, c'est pour avoir le goût. Voilà, c'est prêt. Xong rồi, bây giờ là để rau persil vô. Voilà, je vais mettre de la persil dedans. Voilà. C'est fini. Mình sẽ ăn với mì. Thì cái món này các bạn có thể ăn với bánh mì cũng được, ăn với cơm cũng được và ăn với mì cũng được. Các bạn có thể ăn với nhiều thứ khác nhau, nhưng mà hôm nay mình sẽ ăn với mì. Thì nó cũng rất là hợp với cái món mì đó các bạn. Ça, on peut manger avec du riz ou avec le pain. C'est très bon aussi, mais j'aime bien manger avec des pâtes. Pâtes tagliatelle. C'est super bon. Voilà. Je vais ajouter des crevettes avec la sauce. Non, mình sẽ để lên.
Để tôm lên, để sốt lên. Nhầm nhầm, ngon chưa, ngon chưa? Đang sôi, đang nóng. C'est très chaud. Ça sent très bon. Thơm lắm các bạn ơi. Nó thơm thiệt là thơm. Xong rồi. Mà mọi người cùng ăn mì với mình ha. Mì với tôm khổng lồ. Voilà. Bon appétit à tout le monde. Thì bước sang năm mới, năm 2022, chúc tất cả các bạn, cô chú, anh chị em thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc và rất là nhiều sức khỏe ha. Xin chào và xin hẹn gặp lại trong những video lần sau. Merci les amis qui a regardé mes vidéos. Voilà, bonne année à tout le monde, bonne santé et à bientôt. Au revoir.